tan hết được cái nước vào. Hôm nay anh mình đi thăm trang trại của A Pú nha. A Pú. Rất là nhiều cây ăn quả. Mướp các kiểu. Cái gì cũng quay được. Mướp già, mướp non các kiểu ấy. Mướp già dài lắm. Đây áo cá rất là to nha. Bây giờ anh mình với A Pú với đây Nợ TV đi câu cá. Mà sao ao dạo này cạn nước thế? Nước rút. Nhưng mà mình không câu được cá, mình câu mấy con vịt này. Ngan này. Một không kiêng ngan đâu, họ chỉ kiêng kiêng vịt thôi. Miền Bắc chỉ kiêng vịt thôi. Ô, ao này rộng đấy. Được đấy. Đào tay giỏi lắm nhỉ. Thì xưa A Pú đào tay à? Ô, có hòn đá ở giữa này nhìn giống hòn trống mái đấy. Vịnh Hạ Long, thu nhỏ của A Pú. Bây giờ A Pú sẽ đào run nha. Ôi giời, cái cuốc chưa đào đã tuột. Run thì câu được cá gì? Cá rô, cá chấm, cá chép. Đấy đấy, run đấy. Mỗi con. Đào thêm phát mở rộng bên cạnh. Kìa, đây kìa. Kìa, con bé bé dài dài này, không lấy à? Bé quá. Con to, nó câu được cá to. Đấy, như con này là kiểu này. Cần gì nhiều lắm. 2-3 con là được rồi nhỉ. Cá mình chỉ cần câu được 1 con 5 cân được rồi. Cần gì câu nhiều con đâu. Rồi bây giờ Nợ TV với A Pú câu cá mình sẽ quay nha. Chứng kiến xem là có pha nào nhấc lên con 5 cân không. Được cá vượng à? Đây rồi nhá, được một con rồi. Cá gì đấy? Cá phi à? Ây, sao nhìn nó xòe ra đẹp thế nhỉ? Ôi, nhìn nó xòe đẹp thật đấy. Đây nhá, khá là to. 2 cân. Con này chắc cân 9.
thánh chén. Thánh chén gọi chữ. Đấy, đầy xô luôn này, một con đầy hẳn là cái xô to rồi. Thế chưa mẹ câu mỗi một con hỏng hết mồi. Ít mồi nữa bọn ăn là hết được câu. Đây, sau một hồi câu cá được một xô rồi nhá. Toàn công của A Pú thôi anh em thôi. Không sát cá. Chỉ sát gái thôi. Gái không sát mà cá cũng không sát luôn. Vú thì cái gì cũng sát.